Rồi ok. Xin chào mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Đây, đây là một cận cảnh máy quay cho xuống nước để quay mấy em rùa mini đây. Đấy, em này đang bám vách. Đây là em con rùa common smooth, rùa xã hương. Đấy, nhìn như này thôi nhưng mà đang leo bờ thành trong bể cá. Ấy ấy ấy. Đây là lên mặt nước. À, lên. Ở trong bể này là mình có 3 em. 2 em rùa đá baby. Em rùa xạ hương này là cũng baby nốt. Dưới trồng mấy cây thủy sinh cho nó xanh dờn lên. Em này rất là ít hoạt động nhé. Ui chắc xuống nước chắc ướt hết người rồi, lười đi. Em này vừa chắc vừa trèo lên rơi xuống. Đấy. Ten. Đấy. Mấy em này nhìn nhỏ này thôi nhưng mà ngầu lắm nhá, ngầu mới khỏe. Ôi lên mặt nước mà ống kính hơi mờ rồi. Mọi người nhớ đăng ký và chia sẻ giúp mình nhá, kênh YouTube Phạm Hà Linh. Một bạn mới nữa là bạn cua. Đấy. À còn một bạn cá. Đấy. Đấy, đi tiếp. Bạn cua đang ăn. Chắc là ăn mấy cái thủy sinh linh tinh ở đây. Nói chung là mấy em rùa chưa đói thôi nhưng mà nếu đói là chắc là cũng không coi bạn cua làm bạn nữa rồi. Đấy mọi người thấy không? Quay gần nhìn rất là đẹp nhá. Mặc là em này là bé tí, bé bằng ngón tay mình cơ. Ngón tay trỏ luôn. À đâu, ngón nhẫn chứ. Bé tí. Đấy, leo, lại là vận động viên leo núi. Lên. Lên rồi. Lên là điện thoại cũng lên theo ở đâu rồi. Đây. Đấy. Em đá cũng mon men leo theo. Đấy. Ôi trời ơi, lao vào giữa hai cái chỗ kẹt này. Bố phải leo vội lên, nhanh không chết đuối bây giờ. Thế chứ một ngày mà loanh quanh mấy đàn rùa này thì có mà bận từ tối đến ngày luôn. Đây là bắt lại cá cua. Xuống. Âm thanh dưới nước nó sẽ khác. Đây, mọi người nhìn thấy không? Nhìn quay ở trong nước còn trong hơn là quay ở phía trên. Thề luôn. Qua cái bể này là hơi bẩn bẩn thôi. May mà điện thoại xịn nên là quay thoải mái đấy mọi người nhá. Đấy. Lên trên cũng nét, không bị nhiễu như ở dưới nhiều. Đấy, hai em rùa đá này. Bỏ đi, leo lên. À, có con kiến. Ăn luôn, không để nó trèo linh tinh lên sao. Bể này gọi là hang mơ ước của rất là nhiều bạn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì các em rùa là sống ở đây rất là lâu rồi. Cua cũng thế. Xuống đây chạy luôn. Đấy. Xanh mơn mởn. Đâu rồi. Trốn. Thôi. Leo núi, đớp đồ ăn. Đây là mình sẽ cho một ít cái thức ăn viên vào. Thức ăn viên này là thức ăn của cá. Bình thường rùa cạn là mình thỉnh thoảng là mình cho trộn thêm vào thức ăn này. Đấy, ăn. Nhìn bọn này cute kinh khủng luôn.
đổ thêm ít vào. Đó, ăn. Con nào ăn uống này có phải ngon không? Rùa đá này cũng size nhỏ, còn em rùa common musk này là rùa xạ hương này. Nhỏ, nếu mà sau này lớn lên thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 10 đến 12 phân thôi nhá. Mấy em xạ hương kia thì cứ tầm trên dưới 50 tuổi nhá. Cứ xác định là tầm đấy. Nuôi nhốt thì mình không rõ. Quấy, quấy. Bể này gọi là rộng thênh thang luôn. Cả chỗ bò, cả chỗ trú, cả chỗ leo. Có đủ hết luôn. Rùa nước mà ấy, đạp lên đầu con cá thì leo lên luôn. Đấy, lên, leo. Húc, húc luôn. À, à đây trèo ăn. Đấy. Ngồi gặm kìa. Ôi trời, bị con rùa đá nó đẩn xuống. Đấy, ăn rất háo ăn. Nay mà bắt run thả vào thì gọi là ăn bằng. Bình thường là sống ở nước nhưng mà mình vẫn sắp xếp những cái không gian để cho các em lên để mình hít thở với lại sưởi ấm nắng. Đấy, chào bác cua. Ấy, ấy. Ấy, ấy, ấy. Nhìn nhìn em cua này rất là cụ te luôn. Đấy. Thấy máy quay ra chào, ai còn mang 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 hoa. Đấy. Mang cái lá cây đi tặng. Đấy, yêu chưa? Đấy, lại bắt cua này rất là háu, rất là hứng. Đấy. Cứ trèo ra để đòi quay. Rồi mọi người xem nhớ đăng ký và chia sẻ giúp mình nhá, kênh YouTube Phạm Hà Linh. Đấy. Gọi là ủng hộ đội nhà làm clip. Clip này là thư giãn với bể rùa nước. Mấy em rùa baby cute và bác cua. Đấy. Bác cua rất là máu chụp hình. Đấy. Nhìn quay này rất là đẹp nhé, rất là cute không? Bạn nhìn không? Đây là mình quay qua một lớp gương này, qua lớp kính. Đấy. Thôi thế thôi, thế thôi. Clip này là như này là dài rồi đấy. Hôm nào rảnh thì sẽ làm clip dài hơn để ủng hộ mọi người nhé. Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ giúp mình nhá. Đăng ký kênh và chia sẻ. Xin chào.